Anh em nhé, em là Sông Buôn Bánh đây. Hôm nay chia sẻ anh em xử lý cái bệnh điều hòa không mát, không sâu của con i10 Grand. Và cái con này là rất nhiều xe i10 Grand đến đều mắc cái bệnh là mát không sâu, LDLD. Thì hôm nay em chia sẻ anh em xử lý bệnh này. Con này là không xuống được nổi 8 độ nhá. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ anh em xem là sau khi làm nó sẽ xuống được bao nhiêu độ. Thì đấy là qua quá trình em làm cần xử lý những cái gì, thay thế những cái gì. Thì đây là cái phin lọc, mình sẽ thay thế cái phin lọc này và làm cái đổ cái dầu lốc này vào, kiểm tra lốc và thay dầu lốc mới. Thì hai cái và xúc rửa cái da nắng này, cái da này đấy, và thử kín. Đây em đang thử kín, sau đó là nạp cái ga này vào đấy, nạp cái ga này vào. Thì đấy, phải dùng cân nặng để cân là tốt nhất. Thì trong quá trình làm em đều phải có những cái mà tài liệu tham khảo đối với con i10 Grand này. 1.0 thì là của nó là 4 lạng ga cộng trừ 200g, 25g, tức là 4 lạng 2 hoặc 4 lạng 1. Thì đấy, mình làm mình phải có tài liệu. Còn mức dầu thì mình xem Zip oil đây, sửa chữa dầu đây. Dầu thì đây các bác, cộng trừ 100ml đây các bác nhá. Đấy, thì qua quá trình đây thì em chia sẻ anh em là sửa chữa hoặc là làm cái bệnh không mát thì mình trước tiên là mình phải xem cái tiêu chuẩn của ga và tiêu chuẩn của dầu bằng cái thông số, bằng cái GDS trên máy tính để làm cái vấn đề này. Thì đây em đang thử kín đồng hồ, thì dùng cân lạng này, dùng lốc nén hút này để thử kín này, dùng cái đồng hồ đo này để thử này, và thông xúc hết tất cả các cái hệ thống van tiết lưu và lốc đổ lại dầu đấy, tăng dây cu loa. Và nhất quan trọng nhất cực kỳ với cái mùa nóng này là anh em nên lưu ý cái giàn nóng này nhé. Nó mà đã đen thì gần như là không giữ lại được, có xúc thì cũng không ngon đâu. Đấy, thì nên anh em nên thay thế cái giàn nóng này. Đấy, thì nó sẽ mát hơn và nó tản nhiệt hơn. Thì đấy, và cái thứ hai, cái này cực kỳ quan trọng để lọc hết các tạp chất hút ẩm trong bộ hệ thống ga. Thì thông xúc thì anh em nên dùng cái loại này, nói chung là nước thông xúc ra. Thì đấy, thì em hay làm và chia sẻ anh em. Vậy là đấy, thì tí nữa em chia sẻ anh em là làm quy trình như thế nào. Thì đấy, em nói sơ sơ anh em hiểu vấn đề như thế và xem nó sẽ được mấy độ nhá, em chia sẻ anh em. Đây em làm kết quả của em đây, đã xuống đến 7.9 độ rồi con i10 Grand. Đây các bác xem này, xem còn xuống cái tầm nào nhá, thì nó ngắt lốc đây. Em làm kết quả 7.7 độ nhá các bác nhá. Đấy, cửa gió là tốc độ này. Đây, lấy gió trong, vòng tua vòng này. Đấy, đã xuống 7.5 độ. Đây, em đang xem đây, cái kết quả của em khi làm điều hòa con i10 xong. Cái bệnh không mát nhá, mát không mát phèo phèo, xuống 7.4 độ này, mát phèo 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 này. Sau khi xử lý tất cả các hệ thống như là dàn nóng, dàn lạnh, về một số xúc rửa vệ sinh, một số thứ, thay cái phin lọc và thay ga, ga tốt, châm dầu, và đã xuống đến 7.2 độ. Đấy các bác xem này, đang xuống 7.2 độ rồi. Ngắt lốc rồi và đã lên 7.8 độ rồi. Con này là nó xuống 7.2 độ là ngắt lốc nhé các bác nhé. Đấy, sau quá trình bao nhiêu công sức của em vận động các tư thế chiến trường, em đã cho con i10 nó xuống được 7.2 độ. Đây, đang theo dõi trong vòng mấy giây, mấy phút xem là nó ngắt lốc đều, ngắt ngon lành cành đào và xuống đến 7-8 độ là đấy, lên 8.2 độ rồi. Đấy, với nhiệt độ con i10 này nó xuống đến 7 độ là quá mỹ mãn rồi các bác, không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Vì em làm dòng i10 này cũng không ít không nhiều, nhưng đúng
và đã xuống đến 7 độ là nó cả một chiến tích đấy các bạn, không phải là khoe khoang hay cái gì cả. Đấy, anh em nào làm thì cứ thử mà xem. Đấy, với em như thế này thì em cảm thấy là nó tương đối ok, dao động từ 6 đến 8 độ là nó mát rồi. Trong tại cửa gió ra nha các bác nhá. Đấy, xuống đến 7 độ 4 đây. Đấy, như thế này là 7 độ 1 này. Hy vọng là xuống đến 6 độ. 6 độ 9 này. Đấy các bạn, và đã xuống đến 6 độ 9 rồi. Trong xe là buốt giá luôn. Đấy, còn đi 10 grand nha các bác nhá. 6 độ 7. Đấy, nó xuống đến chắc là tầm 6 độ 7 là nó ngắt thôi. 6 độ 7 ngắt rồi. Ngắt chưa? Đấy, ngắt rồi, nó lên 7 độ. Đấy các bạn, thế là nó cứ đóng ngắt ở tầm 6 độ 7 đến 8 độ. Thì đấy, qua đây em chia sẻ anh em vậy. Và đã làm được con i10 xuống 7 độ. Đấy, thì anh em nào cần tư vấn về điều hòa thì cứ alo em. Em xong buôn bánh nhá. Em tắt đi, bắt hết các thứ vào cho. Thì đây, nước các bác xem đây. Nước tòng tòng luôn này. Đấy, lênh lênh láng láng luôn này. Thì làm cái này nó phải mất thời gian. Cái này, mát lạnh luôn, khâu câu luôn. Vậy qua đây em chia sẻ anh em nhá. i10 có thể làm xuống được 6 đến 7 độ. Còn anh em nào làm đến đâu thì cứ làm. Và cần tư vấn gì cứ alo em chia sẻ nhá. Em xử lý cái bệnh không mát dần đều mà mát phào phào. Thì đây qua đây em xử lý con i10 nhá. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Em xong một bánh nhá.